Dẫn Khoa đi một vòng quanh khu nhà lớn của trang trại, ông Hải Sơn dặn lại một lần nữa. Từ bây giờ, cậu sẽ là người thay mặt tôi trông coi, điều hành công việc ở đồn điền này. Tôi giao luôn cho cậu quyền được tuyển dụng người làm việc, nhưng chỉ lưu ý một câu, là cậu hãy thận trọng khi tuyển người của bản làng gần đầu nguồn dòng suối. Khoa hơi ngạc nhiên và hỏi lại, nhưng nghe nói bên đó mới có nhiều lao động và là những người cần mẫn làm được việc ông ạ. Ông Hải Sơn gật đầu và nói, đúng là như vậy, nhưng do họ làm tốt công việc, siêng năng, nên cánh thợ ở các buôn làng khác ganh tị, đồn điền xảy ra những chuyện lộn xộn đều bắt nguồn từ cái bản làng đó. Nói vậy không có nghĩa là tôi cấm cậu không dùng người ở đó, chỉ có điều là chỉ nên chọn nữ công nhân thôi. Nhưng thưa ông chủ, trong khi hiện giờ ta đang thiếu đến vài chục công nhân nam ạ. Ông Sơn đành phải nói thẳng, đã có mấy vụ con trai bản Suối Tre có giàn díu với con gái bản Bảo Nai và xảy ra đánh nhau giữa hai bên đấy. Khoa đưa ra ý kiến, cháu sẽ đích thân tới tận hai bản thăm dò và tuyển dụng, cháu có khả năng thuyết phục họ hòa thuận với nhau mà, ông chủ cứ tin ở cháu ạ. Nhưng ông Sơn vẫn nói, tốt nhất là cậu không nên dính tới họ, nhất là bản Suối Tre là nơi không phải để những người như cậu lui tới. Bản thân cậu nữa, đừng bao giờ cậu đích thân làm chuyện tuyển người. Mọi việc hãy để cho Cai Lì làm, anh ta có quan hệ tốt với cả hai bản. Thấy ông chủ có vẻ không thích những ý của mình đưa ra, nên Khoa cũng chiều ý theo, anh lễ phép và đáp, dạ cháu sẽ làm theo ý của ông chủ ạ. Đi tới gần một dãy nhà ba căn ở san sát, cạnh một dòng suối cạn, ông Hải Sơn còn dặn dò kỹ hơn. Cậu cấm không cho bất cứ ai tới chỗ này. Ba gian nhà này từ lâu tôi đã đóng cửa, không cho sử dụng bởi nó đã hư, mục và có thể sập bất cứ lúc nào. Và lại... Ông ta hình như không muốn nói thêm nên vội kéo tay Khoa trở về. Tóm lại là cậu nên nhớ kỹ điều tôi vừa dặn, đặc biệt là dãy nhà vừa rồi. Cả cậu cũng không nên vào. Cần gì thì bảo thằng Cai Lì nó làm. Cậu sử dụng nhà lớn để làm việc và ngủ nghỉ. Trong nhà đó cậu toàn quyền sử dụng tất cả các phòng, trừ phòng riêng dành cho thỉnh thoảng tôi lên ngủ lại. Sau cuộc đi nhanh, Khoa tiễn ông chủ về ngay Sài Gòn. Chưa quay vào nhà ngay, anh tìm Cai Lì, một người xem ra không thích lắm việc Khoa được đề bạt lên quá nhanh. Gặp anh ta ở nhà để dụng cụ làm nông, Khoa tỏ ra thân thiện. Lúc nãy, ông chủ có ý tìm anh để cùng đi giới thiệu cho tôi biết cơ ngơi, nhưng gọi mấy lượt không nghe anh lên tiếng nên chỉ mình tôi đi với ông ấy thôi. Tên Cai Lì này vốn là người ít nói, lâm ly nên có biệt danh là Lì. Nghe Khoa nói vậy, anh ta chỉ nhếch mép lên và cười, không trả lời lại. Khoa phải nói thêm, ông chủ dặn hôm nay mình phải tiến hành tuyển thêm công nhân và có ý giao cho anh làm việc đó đấy. Bây giờ Cai Lì mới lên tiếng, ủa, chuyện đó tôi tưởng ông ấy cũng giao luôn cho thầy rồi chứ. Dạ đâu có, ông chủ nói chỉ có anh mới có mối quan hệ tốt với mấy bản làng nên nhất thiết chuyện này phải nhờ anh cứ đi tuyển và đưa họ về đây. Tôi sẽ ký hợp đồng nếu họ đạt yêu cầu. Tóm lại, anh cứ làm công việc mà từ lâu nay anh đã làm, không có gì thay đổi cả. Thế mà tôi cứ tưởng... Hiểu được tâm trạng của anh ta, Khoa giải thích thêm. Tôi là người mới tới, làm sao rạch việc ở đây bằng anh và một số người khác. Do đó, tuy ông chủ giao thay mặt cho ông ấy quán xuyến việc của đồn điền, nhưng mọi thứ đều phải duy trì như trước. Tôi cũng muốn như vậy. Vậy nên từ nay... Mong anh nói với mọi người giúp cho như bữa trước. Nếu không có anh thì chắc chắn tôi sẽ không làm việc được gì. Được tâng bốc, Cai Lì có vẻ hài lòng nên anh ta đổi giọng ngay. Thầy hai coi như sếp ở đây vậy, tụi tôi phải hết lòng giúp thầy như đã giúp ông chủ ngày xưa. Thầy cứ yên tâm đi. Sau những câu nói xã giao, Khoa còn móc túi tặng anh ta hai gói thuốc mà ông chủ đã cho để dành hút. Cai Lì càng phấn khởi hơn. Cảm ơn thầy hai nhiều lắm, có gì thì cứ sai bảo, Lì này sẽ phục vụ thầy hết mình. Khi chia tay anh ta và trở lên nhà lớn, Khoa gặp ngay chị giúp việc tên A Lý. Chị ta kéo Khoa tới một góc và thì thầm, thầy hai nên cẩn thận với tay Cai Lì đó. Ở xứ này, anh ta có tiếng là hùng thần, công nhân sợ hắn ta như sợ cọp, nhưng cũng thủ anh ta như sói lang.
anh ta có vẻ không thích thầy thay quyền trông chủ đâu. Dạ cảm ơn chị cho biết điều đó. Riêng chị có thích tôi thay mặt ông chủ ở đây không? Chị ta cười lộ ra hai hàm răng sún bà bốn cái. Không chỉ riêng tôi mà 6-7 gia nhân trong nhà đều thích có thầy. Bởi trước đây mỗi khi ông chủ về Sài Gòn thì cai lì thế quyền, anh ta ra oai ai cũng ghét. Vậy à? Vậy là tôi đã chen vào làm cai lì mất uy rồi phải không? Chị Lý tán thành liền. Thầy nói đúng đấy, nhưng nhiều người ủng hộ thầy, thầy cứ yên tâm, có gì tụi tôi sẽ đứng sau lưng của thầy. Khoa cười giả lả. Cảm ơn chị lần nữa, tôi rất mong thấy được sự hỗ trợ của chị và mọi người. Khoa đi về phía phòng định nghỉ lưng một chút, rồi buổi chiều sẽ đi một vòng nữa quanh khu vực nhà ở và văn phòng để xem không khí làm việc của gần chục thầy thợ như thế nào. Nhưng khi bước vào phòng riêng thì hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên bàn viết có một bình hoa tươi, trong đó cắm gần chục cánh hoa rừng rất đẹp. Đồng thời trên gối nằm còn phẳng phiu có một nhánh lan đặt nằm một cách có chủ đích. Ủa, của ai vậy nè? Khoa ngỡ là mình vào lộn phòng nên bước ra xem lại thì thấy mình đã vào đúng phòng. Bởi dãy phòng có 3 gian, một gian của ông chủ, một gian của Khoa. Một gian Khoa bỏ trống vì ngại gần ông chủ quá không có tiện. Còn lại gian phòng này hồi sáng sớm, chính anh đã bước vào xem qua. Ủa chị Lý ơi, căn phòng này... A Lý nghe hỏi liền chạy vào, chị ta nói ngay. Phòng đó sáng nay ông chủ nói là dành cho thầy nên tôi có dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy. Nhưng chị cắm bình hoa cho tôi hay sao? A Lý ngạc nhiên. Thầy hai nói hoa gì cơ, tôi đâu có biết cắm hoa đâu. Khoa chỉ tay vào phòng, bình hoa kia kìa, còn cánh hoa trên gối nữa. A Lý bước vào và cũng ngạc nhiên, tôi đâu có biết, mà lúc nãy chính tôi dọn phòng, đâu có thấy những cánh hoa này. Thế nhà còn ai có thể vào đây được không hả chị? A Lý lắc đầu, ngoài tôi ra, không ai được bước vào nhà cả, tất cả người giúp việc khác thì làm việc bên ngoài, kể cả cai lì cũng không có việc ở trong đây. Ngoại trừ khi có ông chủ lên, anh ta có trình giấy tờ gì đó thì mới vào phòng khách thôi. Vậy thì ai đã đặt hoa trong phòng của tôi? Ôi, lạ thật đấy. A Lý suy nghĩ một lúc rồi nói, kiểu cắm hoa này chỉ có nữ làm thôi, hay là trong số nữ công nhân ở đây có thầy có quen ai không? Khoa vội cười và nói, tôi mới lên đây tối qua với ông chủ, chưa từng gặp người nào ở đây ngoài cai lì và chị cả. Đoán không ra ai, A Lý nói thêm, thầy hai để tôi hỏi lại, có thể công nhân nào đó muốn lấy lòng thầy nên làm chuyện này chăng? Khoa tuy có thắc mắc, nhưng khi nằm xuống nghỉ lưng, anh tự dưng cảm thấy dễ chịu với hương thơm nhẹ nhẹ của những đóa hoa rừng kia, nhất là cánh hoa lan tươi màu tím nhạt, đúng là màu ưa thích của Khoa, nên anh bật cười và nói một mình, của tri kỷ nào đây chăng? Bởi những bông hoa đó mà buổi trưa, Khoa không thể ngủ được. Hơn 2 giờ chiều, anh tắm rửa xong thì bước ra đi lại một vòng. Cai lì hình như chờ sẵn, tỏ ra thân thiện hơn với Khoa. Thầy hai cần đi đâu, tôi đưa cho đi. Chưa cần phiền đến anh đâu, tôi đi loanh quanh ở đây thôi. À mà này, từ sáng đến giờ, anh có vào trong nhà không? Hơi ngạc nhiên, hắn ta hỏi lại. Thầy hai hỏi vậy là sao? Có gì xảy ra trong nhà à? À, không có gì đâu, mà anh cai này, có thích chơi hoa không vậy? Không hiểu ý của Khoa, anh ta hỏi lại. Thầy hai hỏi tôi không hiểu, chơi hoa là sao? Thì là bông hoa này nọ đó mà. Thí dụ như anh có thích hái hoa cắm vào bình lọ không? Cai lì phải bật cười. Người sống quanh năm ở rừng núi này, làm gì biết chuyện cắm hoa này nọ, mà sao thầy hai lại hỏi vậy? Khoa xua tay. Ồ, không có gì đâu. Tôi nhìn thấy xứ này có nhiều hoa dại lại đẹp nữa, nên tưởng mọi người ai cũng thích hái hoa cắm trong nhà. Cai lì vội cười lớn. Dân xứ này làm đầu tắt mặt tối, có ai nghĩ tới chuyện hái hoa, cắm hoa đâu thầy ơi. Khoa chào anh ta và đi một mình ra khu nhà làm việc. Các nhân viên thấy anh vào thì ai ai cũng tỏ ra vui mừng. Có người còn nhân cơ hội báo ngay công việc của mình để lấy điểm. Nhưng cũng có một số người tỏ ra dè dặt. Khoa chỉ đi một vòng lấy lệ, rồi tiến ra phía nhà chế biến mủ, nơi có khá đông các nữ công nhân đang làm. Một cách kín đáo, Khoa quan sát từng người xem thử có ai trong số đó có biểu hiện gì khác thường không, để anh có thể kết luận về những bông hoa trong phòng của mình.
Tuy nhiên, hầu như người nào cũng chăm chỉ làm, không hề để ý đến sự có mặt của anh. Sau khu nhà chế biến sản phẩm là một dãy nhà nửa dùng làm kho hàng hóa khá lớn và kéo dài đến trăm thước. Nơi này đang đóng kín cửa nên Khoa chỉ lướt qua một lượt rồi tính quay trở lại. Bất chợt anh thấy một bóng người quen quen phía trước, người đó đi rất nhanh một cách bất bình thường. Đúng ra Khoa không để ý, nhưng chợt anh nhận ra người đi nhanh đó chính là Cai Lì. Anh ta không đi về phía các nhà sản xuất mà lại hướng về phía sau dãy nhà kho, nơi có một khoảng rừng cao su dày đặc. Không muốn tò mò cũng không được, nên Khoa âm thầm bước theo hướng Cai Lì vừa đi. Một lúc sau, anh ta hơi ngạc nhiên khi thấy anh ta đi thẳng tới dãy nhà mà lúc trưa, ông chủ Sơn đã dặn là không được ai tới. Không lẽ anh ta là ngoại lệ chăng? Theo đến sát vách dãy nhà, bất chợt thấy Cai Lì lách mình vào một cánh cửa hẹp bên hồng nhà. Lúc này Khoa đã không còn nghi ngờ gì nữa. Anh nghĩ ngay tới việc hắn ta đang lén lút vào đây. Nhưng hắn ta vào đây để làm gì cơ chứ? Khoa nhẹ bước để không gây ra tiếng động, tiến đến sát cánh cửa gỗ rồi nhìn vào. Bên trong tối đen như mực, nên dù cố nhìn, Khoa cũng không thấy gì. Chỉ nghe bước chân của Cai Lì lẹp kẹp trong đó. Sợ hắn ta bước ra nhìn thấy, nên Khoa phải lách sang một chỗ khác, cách đó vài thước, nép vào một nơi khuất, tiếp tục theo dõi. Khoảng chưa đầy 10 phút sau, thì Cai Lì bước trở ra, trên tay hắn cầm vật gì đó, mà do bước đi nhanh quá, nên Khoa chưa kịp nhận ra đó là gì. Chờ cho hắn đi khuất hẳn, Khoa mới rón rén tới bên cửa và nhìn vào. Cửa không hề khóa, nhưng cũng như lúc ban nãy, bên trong tối om nên Khoa không thể nào nhìn thấy được gì. Đánh bảo, anh bước hẳn vào trong, lo dò từng bước để nghe ngóng. Chợt cánh cửa sổ bên phía đối diện đang đóng kín, bất ngờ mở bung ra. Có lẽ giò gió thì phải. Căn phòng đang tối, bất ngờ ánh sáng lùa vào, Khoa suýt kêu lên bởi trước mắt anh ở giữa chiếc bàn cũ kỹ là một bình hoa với những bông hoa rừng giống hệt như những bông hoa anh trưng trong phòng của anh. Ai đang ở đây vậy ta? Khoa nhìn sang trái, có một chiếc giường nhỏ nệm gối phẳng phiu, mà nổi bật trên chiếc gối trắng là một nhành lan rừng y hệt nhánh lan trên gối của anh lúc trưa. Quá đỗi ngạc nhiên, Khoa quên cả giữ ý tứ. Anh bước nhanh tới, định sẽ đến sát nhìn cho kỹ lọ hoa. Bất chợt, anh vấp phải vật gì đó rồi ngã chúi nhủi về phía trước. Khi định thần lại, Khoa càng điếng hồn hơn, bởi vật khiến anh ngã là một thân thể của ai đó. Ai? Ai vậy? Khoa thốt lên và hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời. Rồi tiếp theo là một tiếng đóng sầm. Cánh cửa sổ có lẽ do gió thổi mạnh, đóng trở lại. Bóng tối bao trùm gian phòng. Khoa bật đứng dậy. Anh không muốn nhìn xem thi thể của ai đang nằm ở đó, nhưng không làm sao thấy được. Nghĩ đến cánh cửa vừa đóng, Khoa bước thẳng tới xô mạnh ra. Ánh sáng lại lùa vào, nhưng nhìn lại thì không thấy có ai cả. Khoa sửng sốt và hỏi, ủa sao vậy nè, biến đâu mất rồi? Anh nghĩ có thể do ai đó mới tỉnh lại và muốn tránh mặt của anh nên đã chạy đi. Không dám lưu lại lâu nên anh vội chạy ra ngoài cửa. Nhưng một lần nữa anh bị ngã sấp, lần này không phải vấp mà như có ai đó kéo mạnh anh lại. Mở mắt ra, thấy A Lý đứng bên, Khoa vẫn còn sửng sốt. Ủa, sao lại là chị vậy? Lý mừng rỡ, ồ, thầy hai tỉnh rồi, may quá. Khoa lặp lại câu hỏi, sao chị lại ở đây? A Lý đưa tay chỉ chung quanh, đây là nhà, là phòng của thầy hai mà. Lúc nãy Khoa mới để ý, anh vẫn ngạc nhiên và nói, nhưng sao tôi lại ở đây? A Lý vội giải thích, lúc nãy tôi đi chôn xác con chuột chết ngoài bìa rừng. Khi về ngang khu nhà cấm, tình cờ nhìn thấy Cai Lì từ trong đó đi ra. Tôi thắc mắc, bởi lệnh ông chủ cấm không ai được vào đó, nên tôi vội chạy tới xem. Vừa lúc đó thì thầy hai từ trong đó bước ra, có lẽ không thấy tôi nên thầy hai va vào và ngã chúi nhủi rồi nằm luôn. Tôi sợ quá nên gọi mọi người đưa thầy hai vào đây. Mà Cai Lì vào đó làm chi vậy thầy? Có phải thầy hai bị anh ta dụ dỗ vào đó không? Trước những câu hỏi dồn dập, Khoa chưa kịp đáp thì chợt nhớ, anh vụt hỏi, trong nhà đó có người ở hay sao vậy? A Lý ngơ ngác, ai ở trong đó đâu? Khoa tưởng chị ta giả vờ nên lặp lại câu hỏi một lần nữa, thế có ai ở trong nhà đó vậy chị? A Lý thật thà, dạ đâu có ai đâu, từ lâu rồi mấy gian nhà đó bỏ hoang,
Nghe nói hồi xưa, ông chủ dùng nơi đó để tạm giam mấy người ăn cắp mũ cao su trước khi giao họ cho nhà chức trách. Nhưng sau này không làm chuyện đó nữa nên bỏ hoang luôn. Sở dĩ ông chủ cấm không cho vào ấy là vì sợ trai gái lợi dụng chỗ vắng để làm chuyện bậy bạ đó mà. Lời giải thích của chị ta tuy lỏng vòng nhưng Khoa cũng đã hiểu. Anh buột miệng và nói: "Vậy cai lì vào đó để làm gì ta?" A Lý cũng hỏi: "Em đang định hỏi thầy chuyện đó, sao thầy và hắn ta cùng vào trong đó để làm gì?" Khoa đành phải nói thật: "Tình cờ tôi thấy anh ta đi vào cái nơi cấm đó, ngạc nhiên quá nên tôi đi theo. Lát sau anh ta đi ra, tôi bước vào thì..." Anh nhìn A Lý và nói nhanh: "Lúc tới đó, chị có thấy ai ngoài tôi nữa không?" A Lý lắc đầu ngay và nói: "Đâu có ai đâu thầy." Khoa lẩm bẩm: "Vậy người đó đi đâu mất rồi? Những bông hoa trong phòng đó nữa cơ." A Lý nghe nhắc tới những bông hoa thì vụt nói: "Mấy bông hoa rừng mà thầy thấy trong phòng lúc thầy đi một lúc, tôi thấy nó nằm đầy ngoài phòng, như có ai ném tung nó ra vậy. Thấy vậy tôi đã dọn sạch rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc đưa thầy về đây thì lại thấy nó nằm y nguyên trong bình và cả trên giường của thầy nữa." Chị ta nói rồi chỉ tay vào nhánh lan, mà trong lúc đặt Khoa xuống chị để nó sang một bên, bất chợt Khoa cầm lên và ngơ ngác. "Đâu phải nhánh hoa này, hồi sáng nó màu tím, còn cánh này màu vàng mà. Mấy nhánh hoa liệng lung tung, tôi dọn còn bỏ ngoài kia, còn bông hoa này chẳng biết sao lại có trở lại. Bởi lúc thầy đi có khóa cửa mà, hồi nãy khiêng thầy về, chính tôi nhờ một đứa công nhân lấy chìa khóa từ trong túi của thầy ra mở cửa phòng mới đưa thầy vào được. Vậy đâu có ai vào phòng trong lúc thầy đi vắng đâu." Định hỏi thêm về thi thể mà mình đã vấp phải trong gian nhà hoang, nhưng nhìn thái độ thật thà của A Lý, Khoa đoán là chị ta chắc cũng không biết, nên không hỏi nữa. Lát sau chính A Lý lại lên tiếng và nói: "Từ nay thầy hai không nên đi vào mấy chỗ đó làm gì. Ở xứ này có nhiều điều mà thầy mới tới chưa thể hiểu hết được đâu." Khoa im lặng không đáp. Anh đang nhớ tới cai lì, định hỏi anh ta đi đâu thì chợt có tiếng anh ta từ bên ngoài và nói vào: "A Lý ơi, có thầy Khoa trong đó không? Kêu giùm tôi với, nói thầy ra coi có một công nhân cạo mổ bị dính bẫy chết ngoài bìa rừng kìa." Khoa hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, định hỏi thì chẳng còn thấy anh ta đâu nữa. A Lý vội nói: "Ở đây có chuyện công nhân bị tai nạn, thương tích xảy ra hoài à, đã có y tế chăm sóc, còn bị sập bẫy thì hơi lạ, bởi trong vườn mình đâu có ai gài bẫy đâu." Chị ta chạy theo Khoa ra ngoài thì càng hoảng hơn khi thấy địa điểm bị nạn của nạn nhân rất gần với khu nhà cấm, là một nữ công nhân người thiểu số bị trúng một cây trông dài đâm xuyên từ bụng ra sau lưng. Nhiều người đang đứng bâu quanh ngạc nhiên và hỏi: "Ai lại gài trông ở chỗ này vậy?" Chẳng có ai trả lời được, mà cai lì lúc đó lẩn đi đâu mất chẳng thấy bóng đâu cả. Lát sau mới thấy anh ta cùng đi với mấy viên chức làng xã tới. Anh ta phân bua: "Khu vực này trước đây thú rừng thường hay về phá phách nên chủ đồn điền có gài trông, nhưng cũng đã nhổ bỏ cả rồi. Có lẽ đây là cái còn sót lại." Một công nhân làm việc lâu năm và hiểu chuyện và nói: "Ông chủ Hải Sơn là người cẩn thận, lại nhân từ nên ngày xưa có gài bẫy thì ông ấy cũng chỉ gài bẫy lưới, chứ chưa bao giờ gài loại bẫy độc ác này. Tôi có thể làm chứng chuyện đó, vậy sao bây giờ lại có cái bẫy trông hại người ở đây?" Cai lì nghe anh ta nói chuyện như vậy liền trừng mắt và quát lớn: "Mày biết cái gì mà nói, hay là chính mày gài cũng nên. Bởi trước đây có thời mày cũng làm chủ kho, chắc mày sợ có người nào ăn cắp mủ trong lúc mày say xỉn ngủ quên chứ gì." Trước kiểu đổ trách nhiệm lên người khác một cách quái lạ của cai lì, Khoa phải lên tiếng ngay: "Không nói như vậy được anh cai ạ. Đây là tai nạn do sơ suất của đồn điền, vậy chúng tôi sẽ xin lo cho nạn nhân, sau đó sẽ làm việc với gia đình và nhà chức trách. Dẫu sao đây cũng là một tai nạn đáng tiếc, nhất định phải tìm ra thủ phạm. Ai đã gài bẫy trông này giữa lối đi thì người đó phải chịu trách nhiệm." Cai lì vẫn cố nói: "Ngay cả ông chủ sao?" Khoa nói cứng miệng: "Ngay cả ông chủ mà gài trông như vậy, ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Đây là một mạng người chứ đâu phải con trồn con cáo đâu." Những người khác nghe Khoa nói như vậy thì cũng tán đồng ngay: "Thầy Khoa nói đúng, sau đây phải truy cho ra thủ phạm sát nhân đó." Khi mọi người rút được cây trông ra khỏi người nạn nhân thì thật bất ngờ, từ trong tay của cô ta rơi ra một cánh hoa lan màu tím. Khoa hốt hoảng và kêu lên: "Chính người này sao?"
Trong lúc đó thì Cai Lì tỏ ra mất bình tĩnh, anh ta tìm cách thúc giục mọi người khiêng xác nạn nhân đi với sự lúng túng thấy rõ. Mau, mau rời khỏi đây. Khoa theo dõi thái độ của anh ta, rồi bất chợt anh bước tới bên cạnh và nói khẽ, có phải anh đạo diễn vụ này không? Cai Lì ngẩng lên nhìn Khoa, rồi lắp bắp, thầy đừng, đừng có làm rắc rối thêm, thầy hãy lo trả lời nhà chức trách đi. Hình như giữa anh ta với các viên chức trong làng xã đã có mối quan hệ từ trước, nên họ chỉ hỏi qua loa rồi ra lệnh. Nếu thân nhân không có khiếu nại gì, thì có thể cho họ đem xác về lo chôn cất, nhưng phía chủ nhân phải đền bù thỏa đáng cho người ta. Đúng ra khi nghe như vậy thì phía chủ đồn điền lại mừng, nhưng trái lại Khoa lại lên tiếng, tôi sẽ cho điều tra thêm, nhất định tìm ra thủ phạm gài chông giết người này. Cô gái chết là một người bản Suối Tre nên khiến cho Khoa cũng ngạc nhiên hơn, bởi như lời của ông chủ nói, từ lâu nay đồn điền không tuyển thợ bên đó nữa. Tìm hỏi A Lý thì chị ta nói rảnh mạch rằng cô này chỉ mới vào làm gần đây thôi. Thầy coi này, quần áo cô ấy mặc còn đó, màu xanh mực là người mới, còn màu xanh lá cây mới là công nhân làm lâu năm. Thế chị có biết nhà của cô ấy không? A Lý lắc đầu và đáp, dạ không, những người bên Suối Tre đều do Cai Lì tuyển vào cả. Câu trả lời làm cho Khoa càng thêm phần ngạc nhiên. Thế sao ông chủ nói từ lâu rồi Cai Lì không làm nhiệm vụ tuyển người nữa? Việc tuyển người do người đồng nhiệm vụ với tôi vừa mới nghỉ việc cơ mà. Thầy đã nói đúng rồi, thầy Tư Kỳ trước đây tính tình cương trực nhưng không được mềm mỏng như thầy đâu, nên khi làm việc thường đụng chạm với Cai Lì hoài. Đến đôi ông chủ phải cho nghỉ và thầy lên đây thay thế ông ấy đấy. Khoa muốn nhân dịp hỏi thêm, thế giữa Cai Lì và anh Tư Kỳ đó, đúng ra ông chủ phải coi trọng Tư Kỳ hơn chứ. Nếu anh ấy làm việc được, sao lại đuổi việc một người như vậy? Biết mình không nên nói nhiều chuyện, nhưng A Lý vẫn bảo khẽ, thầy muốn biết thì thầy cứ tìm hiểu thêm nhiều người nữa thì sẽ biết thôi. Nói rồi chị ta bước nhanh vào nhà, còn lại một mình. Khoa mới bước tới xem, nhìn kỹ chỗ hầm trông. Anh giật mình khi phát hiện ra hố trông còn khá mới, có thể là mới chôn gần đây, chứ không phải là một hố cũ. Hay là cây trông này dành cho chính mình? Khoa sững sờ khi nghĩ tới điều đó. Anh nhớ lại từng chi tiết và hành vi của Cai Lì và anh quả quyết, chắc chắn là anh ta có điều gì khuất tất ở đây. Do phải làm trách nhiệm của người đại diện, nên sau đó Khoa phải đích thân dò hỏi địa chỉ của nhà cô gái nạn nhân và phải trực tiếp tới nhà để thăm hỏi. Anh được một nữ công nhân lớn tuổi khác cho biết, con nhỏ đó tên là Mường Leng, cha mẹ nó ở bên Suối Tre, nhà nó gần nhà tôi đấy. Khoa mừng quá, vậy hôm nay cho chị nghỉ một ngày, dẫn tôi qua bên đó được không? Chị công nhân tên Mở Nha nhận lời ngay. Được, tôi sẽ đưa thầy hai qua đó rồi trở lại làm việc cũng được. Khoa vội nói, tôi cho chị nghỉ cả ngày, vẫn trả lương như thường lệ. Chị ta có vẻ sợ sệt, không được đâu, Cai Lì chửi tôi chết. Khoa phải nói cứng, tôi thay mặt chủ cho chị nghỉ, ai dám làm gì chị nào? Như vậy chị ta mới dám nhận lời, sợ Khoa đi bộ không quen nên Mở Nha gợi ý. Thầy hai có thể đi xe hơi, chạy vòng ra lộ cái rồi theo đường phía trên dòng suối mà qua cho khỏe, chứ đi bộ thì khó khăn đi lắm. Khoa trấn an chị ta, chị đi được thì tôi cũng phải đi được chứ. Nhưng đi được trên cây số thì Khoa đã thấy thấm mệt. Anh thấy con đường băng rừng lội suối thế này mà hàng ngày các công nhân phải đi về thì phải nói là đồng lương mà họ được hưởng quả là không xứng đáng. Anh phải hỏi chị công nhân cạo mủ, nhà chị đông người không? Dạ nhà tôi cả thầy 6-7 miệng ăn đó thầy ạ. Thế vậy lương như vậy thì làm sao mà đủ sống? Chị ta cười và nói, thì cũng phải sống thôi chứ biết làm sao được thầy. Thế chị chồng chị làm gì vậy? Dạ chồng tôi đi săn con trồn con cáo trong rừng ấy mà. Thế anh ấy có kiếm được nhiều tiền không? Chị ta lại cười và nói tiếp, người dân tộc chúng tôi được giàng cho cái ăn là tốt rồi, đâu có bán buôn gì con cày con cáo mà có tiền đâu thầy. Thấy chị ta thật thà nên Khoa cũng yên tâm, tin rằng dân ở bản sẽ không làm khó dễ mình. Khi đến gần ngôi nhà của Mường Leng, chị ta chỉ và nói nhanh, thầy cứ vào đó nói chuyện, họ đã hay tin rồi và sẽ không làm khó dễ gì thầy đâu. Khoa bước chậm vào nhà mà không thấy ai hỏi han gì, vừa định lên tiếng hỏi thì chợt nhìn thấy một cô gái vụt chạy đi khi nhìn thấy anh. Khoa hốt hoảng bởi cô gái ấy giống y hệt như nạn nhân mới chết sáng nay.
Khoa sững sờ đứng ngây người khá lâu rồi mới chợt nhớ và cất tiếng gọi. Cô gì ơi? Cô gái kia càng nghe gọi mình thì lại càng chạy nhanh hơn. Lát sau đã biến mất ở ngoài bìa rừng. Vừa khi ấy có tiếng người hỏi. Thầy kiếm ai? Thấy một phụ nữ từ trong nhà bước ra, Khoa vội hỏi ngay. Dạ cho tôi hỏi, cô gái vừa rồi là ai vậy? Cô ấy tên là gì? Người phụ nữ hơi sợ và lúng túng. Nó bị cho nghỉ làm. Được tiền mà không có ham, nó sợ lắm nên tha cho nó đi. Khoa ngơ ngác, cô ấy tên là gì ạ? Nó là con Mường Leng, nó làm bên đồn điền, không biết có lỗi gì mà bị nghỉ ngang, chỉ cho ít tiền rồi bảo không được trở lại bên đó nữa. Nhà tôi cần cái ăn, nhờ nó mà có cái gạo, cái muối đấy. Hả? Bà nói cái gì? Cô ấy là Mường Leng sao? Nhà bà có mấy cô Mường Leng nhỉ? Bà ta tròn mắt nhìn Khoa. Đâu phải ma mà có nhiều Mường Leng, tôi chỉ có mình nó thôi. Có phải đúng thật sự cô ấy là Mường Leng không? Nghe Khoa cứ hỏi đi hỏi lại như vậy, bà ta phát khó chịu và bực bội. Cậu này kỳ cục chưa? Sao hỏi tôi lôi thôi vậy? Cậu làm cho con nhỏ nhà tôi nó sợ rồi đấy, nó chạy mất rồi, hãy đi đi. Người thiểu số vốn hiền lành lắm, ít nói, nhưng đã nổi giận thì thập phần khó chịu nên Khoa đành phải dịu giọng. Tôi không có ý gì hết, chỉ vì tôi thấy cô ấy còn ở đây nên lạ, bởi tôi từ bên đồn điền qua để báo tin và giải quyết về cái chết của một cô gái tên là Mường Leng này đấy. Ủa, cậu nói ai chết vậy? Thì tôi nói cô Mường Leng đấy, sáng nay xảy ra vụ tai nạn bên đó. Vừa nói tới đó, bỗng Khoa dừng ngang lại, bởi anh chợt nhìn thấy Cai Lì đứng lù lù trong nhà. Anh cũng ở đây à? Khoa chưa kịp hỏi thêm thì đã bị một thanh tre phang mạnh vào mặt và chỉ kịp kêu lên một tiếng, anh đã gục ngã. Cai Lì bị bắt vì tội đánh người gây thương tích trầm trọng, nạn nhân không ai khác hơn là Khoa, và người tố cáo anh ta chính là chị công nhân cạo mủ mở nhà. Khi nghe chuyện Cai Lì bị bắt, Khoa vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhớ lúc đó, vừa nhìn thấy Cai Lì trong nhà đó thì tôi bị một vật gì đó đánh trúng. Từ phút ấy thì tôi không còn biết gì nữa, vậy bằng cách nào chị cứu được tôi? Mở nha thuật lại chuyện. Lúc đưa thầy vào nhà của Mường Leng xong, tôi đi về nhà nhưng không yên tâm. Khi nghe mấy người khác nói thấy con Mường Leng có mặt ở nhà chứ chưa chết, tôi liền trở lại thì gặp đúng lúc thầy bị Cai Lì ném trúng khúc cây trúng đầu. Nếu tôi không la lên thì hắn ta đã nhào tới giết luôn thầy rồi. Thế chị khống chế được Cai Lì sao? Không phải tôi, mà chồng tôi vừa đi săn về ngang qua đó. Ông ấy hợp cùng tôi và mấy người nữa mới đè được thằng cha đó xuống, giải ra ngoài xã đấy. Sờ lên vết thương ở mặt đang sưng to và còn đau nhiều, Khoa vội chép miệng. Chắc là trời còn thương nên tôi chưa chết. Mở nha nói liền, người tốt như thầy hai làm sao mà chết được? Chết là chết cái thằng cha Cai Lì kia, nhưng sao chưa thấy quan xử nó nhỉ? Thế hắn đang bị giam ở đâu vậy chị? Dạ nghe nói là ở ngoài đồn chợ đấy ạ. Quay sang thấy mình nằm trong gian phòng ở ngôi nhà trong đồn điền, Khoa giật mình. Thế ai đưa tôi về đây vậy? Mở nha cười khoe công, vợ chồng tôi có cáng khiêng thầy về đây đấy. Nhìn sang bên thấy có cánh hoa rừng còn tươi, Khoa hoảng hốt. Lại thay hoa mới sao? Mở nha chỉ tay về phía bản viết, còn cả cái bình kia nữa kìa. Nhìn bình hoa với những loại hoa rừng tươi rói, chứng tỏ là mới được thay, Khoa hoài nghi. Chị cắm hoa đó phải không? Mở nha chưa kịp đáp lại thì A Lý mới bước vào và nói ngay. Tụi tôi không ai làm chuyện đó hết, cũng chẳng biết là ai, nhưng tôi và chị Mở nha vào đây từ sáng sớm, đã nhìn thấy bó hoa đó có sẵn rồi. Chuyện này chỉ có mình thầy mới biết thôi. Khoa vội vã lắc đầu. Chính tôi đã hỏi chị nhiều lần rồi mà. Rồi anh quay sang Mở nha và hỏi tiếp. Theo chị thì ở xứ này có ai làm được chuyện này không? Ý thầy hỏi chuyện gì cơ? Thì cái chuyện đem hoa vào phòng người khác trong lúc cửa phòng có đóng đó. Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng những bông hoa này tôi thấy giống cách làm của đứa con gái bà Hơ Mui trong bản tôi quá. Bà Hơ Mui này là ai vậy? Chợt nhớ ra, Mở nha lại reo lên. Bà đó là má của con Mường Leng đó. Mường Leng có chị gái, vậy sao chị nói bà ấy chỉ có một mình cô ta? Hiện giờ thì một mình con Leng, nhưng trước kia thì nó còn có con chị nó nữa. Vậy chắc là cô gái mà tôi nhìn thấy hôm qua là chị của Mường Leng phải không? Mở nha suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chắc là không phải đâu, bởi con Mường Leng hiện nay đã... A Lý vội vàng chen vào.
sắc mường leng để hội trường bỗng nhiên biến mất rồi. Khoa kinh ngạc và hỏi, ôi sao lại mất được? Cả hai người phụ nữ đang có mặt đều không trả lời được. Chợt Khoa nhớ lại việc Cai Lì có mặt ở nhà cô gái nạn nhân, anh vội kêu lên, hay là anh ta mang xác cô ấy về nhà của nó rồi? Mở Nha lại lắc đầu, không có chuyện đó đâu, bởi rõ ràng là con mường leng nó đang còn sống. Khoa giờ mới nhớ lại từng chi tiết chứng kiến hôm qua, anh mới nói, đúng là cô ấy, nhưng tại sao cái chồng xuyên qua người chết thật sự rồi cơ mà. A Lý vội vã nói thêm, khi phát hiện ra xác nạn nhân mới biến mất, người ta kiếm thầy cũng không có, kiếm Cai Lì cũng không, nên hết sức hoang mang. Thầy thì có người nói là đi với Mở Nha về bên bản Suối Tre, còn Cai Lì thì không ai biết. Mở Nha buột miệng, anh ta đánh thầy hai đây bị thương, tôi nói rồi đó, hiện giờ đang bị tạm giam, chắc phải chờ anh ta về mới rõ được mọi chuyện. A Lý nhìn Khoa và ái ngại, vậy là Cai Lì quyết phá đám thầy rồi, mà tay này đã ra tay thì không dừng lại ở đó đâu. Mở Nha tỏ ra bức xúc, ai để cho hắn lộng hành nữa, chính tôi sẽ đứng ra tố cáo hắn đã chủ mưu muốn giết thầy hai đây. Khoa vội vã trấn an chị ta, chuyện đó để pháp luật phân xử, còn chị, tôi nhờ chị về hỏi thăm gia đình cô Mường Leng xem tình hình cô ấy ra sao, có phải thật sự cô ta chưa chết hay không. Đã có câu trả lời cho Khoa ngay lúc đó, bởi bên ngoài có khá đông người kéo tới, la lối, ra vẻ manh động. A Lý sau khi ra xem đã hốt hoảng chạy vào và báo động. Không xong rồi thầy Khoa ơi, gia đình Mường Leng kéo tới cùng với cả chục người nữa, họ đòi đền mạng cho con của họ. Nghe vậy, chính Mở Nha chạy ra trước, chị ta đứng trước hơn chục người và nói lớn, vụ này là do Cai Lì gây ra, bây giờ anh ta đang bị giam giữ chờ ngày xét xử, nhà ta đừng có làm giặc lên như vậy, khó cho ông chủ đồn điền lắm. Nhưng mà mẹ Mường Leng đã gào lên, mày ăn cái gì của nó mà bênh chằm chặp vậy con kia, hay là mày cũng tiếp tay cho nó giết người, cho nó giết con tao hả? Mở Nha cũng không vừa, chị ta còn lớn tiếng hơn, nè hơ mui, chính mắt tao nhìn thấy con Mường Leng còn sống bên nhà mày, sao mày còn qua đây mà làm dữ vậy? Bị chặn đầu, hờ mùi lúng túng, cái đó đâu phải Mường Leng, nó là... Mở Nha chặn lại điền, nó là ai? Chẳng lẽ là con Mường Pha, hồn của nó? Câu nói đó không ngờ khiến cho hờ mùi và cả những người đi theo đều rung động. Hờ mùi lắp bắp, mày hại tao, mày đem con tao ra đây. Và thật bất ngờ, chị ta vụt quay lưng chạy nhanh ngoài sức tưởng tượng của Mở Nha và A Lý, lúc đó cũng vừa xuất hiện. A Lý vội hỏi, bà ta và nhóm người kia sao vậy? Mở Nha chợt hiểu ra, đúng là con mẹ này bị ai đó xúi bảo rồi, và tôi cũng hiểu, không phải con Mường Leng còn sống, mà là... Đang nói, bỗng chị ta nghẹn lại và người lảo đảo. A Lý vội hốt hoảng, Mở Nha, cô sao vậy? Chị ta như trái mít rụng xuống, ngã phịch xuống thềm nhà. Vừa lúc đó Khoa bước ra, anh đích thân bế xốc chị ta lên, giục A Lý, kêu y tá cấp cứu cho chị ấy mau lên. Cũng may là Mở Nha chỉ bị choáng, sau một lúc cấp cứu, chị ta tỉnh lại và sợ sệt nói, hình như tôi bị ai đó bóp cổ và còn đe dọa tôi nữa. Khoa ngạc nhiên và hỏi, ủa, chị nói ai vậy? Tôi cũng không biết là ai, nhưng lúc nãy khi mê sảng, tôi nghe như có tiếng ai đó kêu khóc, giống như tiếng của con Mường Leng. Và ở hướng này, đúng là hướng này đấy. Chị ta chỉ lung tung, rồi cuối cùng chỉ về hướng phía sau, mà vừa nhìn theo qua vừa lẩm bẩm, hướng đó là nơi cô ấy bị dính trông phải không? Mở Nha vội reo lên, đúng rồi, con Mường Leng đang ở ngoài đó. Khoa không hỏi thêm, anh vụt chạy ra phía dãy nhà bỏ hoang, thấy chỗ cánh cửa hôm trước Cai Lì bước vào. Khoa lưỡng lự một chút, rồi bước từng bước dè dặt đi vào. Anh suýt ngã vì vấp phải một thi thể của ai đó ngay ở lối đi. Nhờ ánh sáng rọi vào từ cánh cửa nên Khoa nhìn thấy được thi thể của một người phụ nữ nằm sấp và bất động. Cả A Lý và Mở Nha vừa chạy theo tới, họ ngạc nhiên và hỏi, cái gì vậy thầy Khoa? Có ai đó nằm chết ở đây này. Khi họ lật xác chết lên thì Mở Nha hốt hoảng và nói, ôi, đây chính là con Mường Leng đây mà. Khoa sững sờ khi nhìn vào bên trong, chỗ chiếc giường không có một người nằm hôm trước, vẫn một cánh lan rừng còn tươi đang nằm trên gối và cả một lọ hoa tươi ở gần cửa sổ. Nơi đây có người ở chăng? A Lý đáp liền, không có đâu thầy, chỗ này đã gần 3 năm nay bỏ hoang,
Ông chủ còn cấm mọi người không ai được hẻo lánh tới đây nữa. Chị nhìn bình hoa và cánh hoa lan kia coi, nếu không có người, sao có hoa tươi mỗi ngày vậy? Mở Nha chợt buột miệng, kiểu hoa này là của chị con Mường Leng, là con Mường Pha đây. Khoa giật mình và nói, cô ấy sao lại ở đây được? Mở Nha run run giọng, nó ở mọi nơi, nó là một hồn ma đấy. Khoa sửng sốt, chị nói sao, hồn ma là thế nào? A Lý cũng nói, nghe nói chị gái của Mường Leng chết lâu rồi, nhưng có thành ma hay không thì không thể biết được. Khoa chen vào và hỏi, cô ấy chết bệnh hay là bị sao? Mở Nha tỏ ra rành chuyện, con Mường Pha chết còn thảm hơn con em của nó nữa, chết bị chó rừng moi ruột ăn ở ngoài bờ suối ấy. Chị vừa nói cô gái đó có thói quen chơi hoa, phải không vậy? Có thể nói ra cho tôi nghe được không? Mở Nha kể lể, hồi nó còn sống, con nhỏ cũng làm việc ở đồn điền này, nó đẹp hơn con em nhiều và còn hát hay nữa, có tài cắm hoa, lên tóc cho mọi người nên được cậu chủ bên này thích lắm. Khoa ngạc nhiên, hey, bà nói cậu chủ nào vậy? Thì cậu Hiếu đấy, con trai ông Hải Sơn, bộ thầy không biết sao? Khoa thật sự không biết, tôi mới làm việc cho ông chủ chừng hơn nửa năm nay và đây là lần đầu tiên lên đây nên tôi không thể biết nhiều chuyện trên này được. Cậu Hiếu đó khắc tính ông chủ lắm. Cậu ta lại ăn cánh với cài lì, nên khi nào lên đây thì hai người cũng tổ chức ăn nhậu, săn bắn và vui chơi gây náo động cả vùng này. Chung quanh đây sợ cài lì một thì sợ cậu ấy đến 10 phần đấy. Bắt đầu tò mò thêm về nhân vật Hiếu này, Khoa vội hỏi thêm. Thế giờ cậu ta ở đâu? Sao không lên đây giúp cha mà ông Sơn phải nhờ đến tôi vậy? A Lý chèn vào. Phải nhờ được thì ông chủ đâu có khổ sở, đau đầu. Cậu ấy bị ông chủ đưa đi du học xa rồi. Chắc không bao giờ về nữa. Thầy hai có biết không, khi công nhân ở đây hay tin cậu Hiếu không lên đồn điền nữa, họ đã làm thịt eo ăn mừng đấy. Thấy Khoa cứ hỏi mãi chuyện đó, A Lý phải nhắc. Thầy hai phải lo chuyện vụ cái xác này cho xong, kẻo người nhà của nạn nhân lại kéo tới nữa thì mệt lắm. Khoa phải nói thêm mấy công nhân nam nữa, tới để khiêng xác Mường Leng vào hội trường như lúc sáng. Đến lúc này, chợt một người kêu lên. Nó bị chồng đâm qua bụng mà sao bây giờ không thấy dấu trông đâu nhỉ? Người vừa nói chính là Mở Nha. Khi chị vạch áo của xác chết lên, A Lý nhìn vào cũng kinh ngạc. Ủa, không thấy dấu vết gì hết là sao vậy ta? Khoa không tiện nhìn vào cơ thể của cô gái xấu số, nhưng anh cũng hỏi lại, đúng là không có vết thương sao? Mở Nha kêu lớn, chẳng những không có vết thương, mà khuôn mặt con này cũng trắng bệch, không như con Mường Leng. Chị ta vạch mớ tóc rối phủ trên hai má của nạn nhân và kêu lên một lần nữa. Ôi, nó đâu phải con Mường Leng đâu. Là con Mường Pha mà. Một nữ công nhân khác đứng gần đó kêu lên. Tên Mường Pha khiến cho Khoa phải sững sờ và nói. Cô ấy chết lâu rồi, sao lại ở đây được nhỉ? Lời anh chưa dứt thì bất thình lình, cái xác bật dậy thật nhanh và như một cơn lốc vút một cái đã không còn thấy bóng dáng nữa. Trong lúc Khoa còn đang bàng hoàng, thì cả Mở Nha và A Lý đều kêu lên một tiếng rồi lảo đảo, ngất xỉu tại chỗ. Một ai đó hốt hoảng và la lớn, con nhỏ thành ma rồi. Rồi họ ù té chạy không dám nhìn lại, để cho Khoa đứng đó, hoang mang tột độ. Anh nhớ tới lần đầu mình vấp phải thi thể của ai trong ngôi nhà hoang này, phải chăng cũng chính là cô ta. Khoa thức dậy vào lúc nửa đêm, người anh mỏi nhừ bởi lội bộ băng rừng, rồi phải chạy qua, chạy tới chạy lui, giải quyết chuyện cái chết của Mường Leng. Rồi cả sự xuất hiện kỳ lạ của cô gái tên Mường Pha nữa. Suốt cả ngày qua, Khoa như sống trong cơn ác mộng. Anh bắt đầu khám phá ra nhiều chuyện hơn quanh cái chết của cô gái mang tên Mường Pha. Qua lời nói của một ông già chuyên giữ kho cho đồn điền, nói riêng với anh, lúc anh đi bộ từ ngôi nhà hoang về nhà ngủ, oan hồn thì đâu có đi xả được, đâu có đầu thai được đâu. Khoa định hỏi thêm thì ông ta đã tìm cách lảng đi. Đồng hồ treo tường gõ một tiếng khô ran. Khoa định xuống giường tìm nước uống, nhưng chợt nhớ là hồi chiều anh quên lấy nước vào chai, mà muốn uống ngay thì phải xuống tận nhà bếp, nên đành chịu khát và nằm tiếp. Chợt quay sang bên cạnh, đụng phải một bàn tay của ai đó mát lạnh, mà hình như bàn tay đó đang giữ cành hoa lần nữa. Khoa chụp lấy và kêu lên vừa đủ nghe. Ai vậy? Anh bật dậy thật nhanh, vẫn giữ bàn tay đã chụp được, còn tay kia thì mò tìm cây đèn pin, lúc nào đó cũng để cạnh gối nằm. Đèn vừa bật lên thì Khoa bàng hoàng,
Bởi lúc ấy, anh đang cầm trong tay một cánh tay rời, giống như cầm một khúc cây. Tiện tay, Khoa ném cánh tay đó ra chứ không nhắm vào đâu, nhưng nó lại rơi trở lại giường. Cùng lúc này, tay kia của anh làm buông rơi luôn chiếc đèn pin, khiến nó vỡ tan và tắt vụt. Căn phòng trở lại tối đèn như trước. Phải mò mẫm một lúc, Khoa mới tìm được Diêm đốt cây đèn báo sáng lên và giật mình, bởi trên giường không còn thấy cánh tay lúc nãy nữa đâu, chỉ còn cánh lan rừng nằm vắt ngang trên gối như thường lệ. Ngẩn người ra trong phút chốc, rồi Khoa lục tìm hầu như khắp nơi trong phòng, kể cả dưới gầm giường, nhưng tung tích cánh tay trần vẫn không hề thấy. Khoa nghe lạnh lạnh ở sống lưng, nhất là khi anh nhớ lại cái cảm giác mát lạnh lúc cầm cánh tay kia. Rõ ràng nó không phải là một cánh tay chết, bởi hơi ấm từ cánh tay ấy chứng tỏ đó là cánh tay của một người còn sống. Xem lại tất cả cửa nẻo trong phòng, cánh cửa nào cũng chốt chặt, như vậy chắc chắn không có người ngoài lọt vào đây được. Vậy thì cánh tay đó của ai, nếu không phải là của ma? Khoa từ nào giờ không hề biết sợ ma, nhưng trước sự việc này, anh tự dưng có cảm giác sợ sợ. Anh chợt nghĩ tới Mường Pha, nên không dừng lại. Anh gõ cửa phòng A Lý, chị này quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy Khoa có vẻ sợ hãi. Thầy sao vậy? Khoa hỏi thẳng. Ở đây có bao giờ thấy ma chưa? A Lý càng lo lắng hơn. Thầy sao vậy thầy Khoa? Thầy gặp ma à? Khoa nói luôn, ma vào tận trong phòng của tôi. Là người sống ở nhà này từ lâu, lại là người thiểu số, nên đối với họ, chuyện ma quỷ chỉ kể cho vui thôi. Thầy gặp ai trong phòng mình cơ? Cánh tay đưa những bông hoa kia tới. Dẫu Khoa nói không rõ ràng, nhưng chị A Lý hiểu, chị hỏi lại. Người đưa những cánh hoa tươi tới cho thầy hàng ngày đã được gặp thầy phải không? Vậy đó là ai? Đó chỉ là một cánh tay thôi. Thầy nói cánh tay gì cơ? Tuần tự thuật lại chuyện đó rồi, Khoa còn kết luận. Tôi nghĩ đó chính là cô Mường Pha. A Lý suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng và nói. Nếu đúng là hồn Mường Pha, nó muốn liên lạc với thầy để xin thầy giúp đỡ điều gì đó. Khoa càng ngạc nhiên hơn. Thế sao chị biết được? A Lý bất ngờ và bảo. Thầy hai đợi tôi một chút. Chị ta quay trở vào phòng của mình, lát sau cầm ra một cái bình bằng gỗ. Tuy không sắc sảo nhưng khắc tiện rất công phu. Chị vừa lắc lắc cái bình vừa nói. Tôi nhận được cái bình này một cách tình cờ sau khi con Mường Pha chết được một tháng. Ban đầu tôi đem ra suối quăng bỏ, thấy nó trôi nhanh về hạ nguồn. Nhưng không hiểu sao chỉ trong đêm đó nó lại hiện diện ngay trong phòng của tôi như có ai đặt vào đó vậy. Thế trong đó nó có gì vậy? Đó là hồn của người chết. Câu trả lời của chị ta khiến cho Khoa giật mình. Sao chị lại giữ nó? A Lý trầm giọng xuống và nói. Tôi muốn không giữ cũng không được. Bởi từ ngày đó tới giờ, tôi đã đem bỏ cái bình này đi đến lần thứ ba rồi. Mà lần nào nó cũng trở về. Sau cùng tôi đi hỏi mấy ông thầy mo trong bản. Họ nói đó là cái bình chữa oan hồn. Không dễ gì đem bỏ đi đâu được nếu nó không muốn đi. Chắc là do mấy ông thầy mo đó bắt cái hồn nào đó bỏ vào thôi. Không phải đâu, mà là do tự oan hồn chui vào để ai đó muốn gần thì nó khiến người đó đem nó về. Khoa trố mắt và hỏi lại, vậy ra chị có hồn ma bên cạnh à? Thảo nào? Biết Khoa hiểu lầm mình, A Lý xua tay. Không phải như vậy đâu, thầy hãy nhìn cái hình vẽ dưới đáy bình này thì sẽ hiểu. Chị ta đưa bình cho Khoa, nhưng thấy Khoa ngại cầm, liền lật đáy bình lên cho anh nhìn thấy. Có ba cái hình vẽ nguệch ngoạc, nhưng đủ để nhìn và hiểu được. Hình thứ nhất vẽ một cô gái nằm chết, xuất hồn trên không trung. Hình thứ hai vẽ một phụ nữ khác trên tay cầm chiếc bình, mà hồn cô gái bay lên chui vào đó. Hình thứ ba vẽ một chàng trai đón nhận một cành hoa bay lờ lửng. Khoa không hiểu, vậy hỏi, ý cái bình này là gì vậy? Khi mới nhận tôi cũng không hiểu, nhưng qua chuyện của thầy thì tôi có thể nói, tôi chỉ là người trung gian giữ chiếc bình này và sẽ trao lại cho người đàn ông mà người đó chính là thầy. Khoa điếng hồn, sao chị lại nói vậy? Không, không phải đâu. A Lý vẫn cứ đưa chiếc bình gỗ cho Khoa, anh vừa xua tay, vừa lùi bước về phòng mình và đóng sầm cửa lại. Lúc này căn phòng sáng trưng do ngọn đèn bão lớn được vặn cao bấc lên lúc nãy. Bây giờ Khoa mới đưa mắt nhìn như một phản xạ tự nhiên mỗi khi vào phòng. Và anh muốn đứng tim khi nhìn thấy chiếc bình gỗ đang nằm trên bàn cạnh lọ hoa tươi kia. Chị Lý, sao chị lại bỏ nó vào đây?
Hòa tung cửa chạy ra tính gọi A Lý vào hỏi sao lại để chiếc bình trong phòng của anh. Nhưng vừa chạy ra mấy bước, anh đã thấy A Lý nằm sóng xoài dưới sàn. Chị Lý, chị bị sao vậy? Hòa vừa cúi xuống đã phải kêu lên. Sao vậy chị Lý? Người phụ nữ hiền lành ấy miệng đầy máu, mặt mày tái xanh và đang nằm bất động. Hoảng quá, Hòa bế sốc chị ta lên, vừa chạy ra cửa vừa gọi lớn. Giúp tôi với, có ai không? Chị A Lý bị nạn rồi. Ông giả giữ kho là người chạy lên đầu tiên. Ông ta vừa nhìn qua đã nói, không phải thương tích do người gây ra đâu, cứ để tôi lo cho. Ông giằng A Lý từ tay Khoa rồi biết chạy về chỗ ở của mình. Ở dãy nhà phía sau, Khoa chạy theo lo lắng và hỏi, thế liệu có sao không chú? Ông ta quay lại và nói, không sao đâu, thầy hai cứ gọi tôi bằng ông già Lía, tôi tên là Hơ Lía. Theo ông ta vào căn phòng được cấp cho, ông ở một mình và hầu như ở luôn, không về sau buổi làm như các công nhân khác. Vừa đặt A Lý xuống, ông đã lấy ngay một nhúm lá khô treo sẵn trên vách, bỏ vào miệng, nhai rất nhanh và sau đó nhét vào miệng của A Lý, trước sự kinh ngạc của Khoa. Ông cho chị ấy thuốc gì vậy? Ông ta bình thản và đáp, thuốc chỉ có thuốc này mới trị được bệnh con nhỏ này thôi. Thầy muốn biết là lá gì phải không? Lá ngải đó. Thấy ông ta không giấu giếm, Khoa bước tới đưa tay cầm lấy số lá còn lại trên vách và hỏi, lá này chỉ để trị bệnh như của chị Lý này thôi à? Hay còn trị bệnh gì nữa hả chú? Ở đây còn có bệnh gì nữa, mà các bệnh khác thì đã có y tá lo rồi. Ông nói bệnh này là bệnh gì vậy? Bệnh tả ma chứ bệnh gì nữa. Thế sao ông biết A Lý bị bệnh tả ma vậy? Đây không phải là lần đầu nó bị đâu, nhưng lần này sao nó lại bị nặng quá như vậy cơ chứ? Ông cầm lấy tay bắt mạch cho A Lý rồi nói và thở phào. Qua rồi, có lẽ chỉ bị cảnh cáo thôi nên bị nhẹ. Ông nói ai cảnh cáo chị ấy? Bộ thầy không thấy trước khi bị thế này thì A Lý làm gì sao? Dạ, tôi cũng không để ý lắm. Khoa tính không nói nhưng nghĩ lại, anh vội hỏi, có phải hồn ma luôn bị nhốt trong hũ, trong bình đó không? Không cần hỏi lại, ông giả thượng này nói ngay, nó bị cái vong của con ma rừng, ma núi của rồi. Cháu muốn hỏi, hồn ma nhốt trong lọ, trong bình là ma quái gì vậy ạ? Lão già bỗng ngửa mặt lên cười một tràng dài rồi mới nói, thầy coi chừng bị nó quấy phá thì phiền lắm đó. Thế ông nói ai quấy phá tôi cơ chứ? Thì con ma rừng chứ ai nữa. Tưởng ông ta nói đùa, Khoa hỏi lại, cháu hỏi thật mà, xin ông giải thích giúp cháu với. Lão ta nghiêm nét mặt và nói, tôi đâu có nói giỡn, con này nó còn nương tình, có lẽ vì nó cảm mến thầy, bởi thầy không phải là một kẻ ác, bằng không thì thầy đâu còn toàn mạng cho tới hôm nay. Khoa hốt hoảng, ông nói ai muốn hại cháu cơ? Thì cái con ma nữ đó chứ còn ai nữa, cái cậu này nói mãi mà không chịu hiểu. Thấy ông ta nói y như thật, Khoa lại hỏi tiếp, ông nói thật cho cháu nghe đi, ai hại cháu? Ông ta nhẹ lắc đầu, tôi không thể nói dài hơn nữa, thầy mới là người hiểu hơn ai hết. Ai đang theo đuổi thầy thì chỉ có thầy mới hiểu được thôi. Vừa lúc đó A Lý tỉnh lại, cô nhìn thấy ông giả Lía thì hốt hoảng, còn đã bị nó trừng phạt nữa thay sao thầy? Lão già nhẹ gật đầu, về cái tội mày nhiều chuyện, nhưng như vậy là nó còn thương tình, chứ nếu không thì nó đã lấy mạng của mày rồi. Lão bất ngờ đứng lên và quay vào trong, lát sau ném lên bàn ngay trước mặt Khoa một lọn tóc dài của đàn bà, nói ngắn gọn, nó muốn tặng cho thầy cái này đấy. Có nó thầy sẽ không bị ai hại nữa, cũng chẳng phải sợ ai. A Lý vừa thấy lọn tóc đã định kêu lên thì đã bị lão Lía trừng mắt, mày bị vậy chưa vừa hay sao mà còn muốn nói cái gì nữa. A Lý sợ sệt và im lặng. Lão Lía lại quay sang Khoa và nói thêm, thầy đem nó về quấn quanh cái bình của con Lý đưa hồi nãy, nó sẽ có tác dụng ngược lại. Nói xong lão ta bước ra ngoài, ngầm ý mời khách lùi bước. A Lý sợ hãi và nói khẽ, đi về đi thầy hai. Khoa đi ra mà quên cầm theo lọn tóc, nhưng khi anh ta tới mở cửa thì đột nhiên lọn tóc như có ai ném thẳng về phía của anh, rồi nó quàng quanh cổ Khoa như quàng khăn. Khoa sợ hãi định kéo ra, nhưng A Lý nói liền, thầy đừng làm trái lại lời lão ấy, đúng là nó sẽ giúp thầy nhiều đấy. Khi về tới nhà rồi, Lý mới dám nói thật, xin lỗi thầy hai, chẳng qua vì sợ thầy bị hại nên tôi đã cố ý giấu chuyện cái bình đựng vong của con nhỏ ấy, chỉ vì lời nguyền của nó, nếu ai nói ra thì sẽ chết thảm. Nói ra cái gì cơ?
về cái bình chứa vong hồn mà thầy đang giữ. Nếu giữ bình đó thì người giữ sẽ bị vong hồn sai khiến, còn bây giờ có thêm lọn tóc này thì sẽ ngược lại. Khoa ngơ ngác và hỏi tiếp, ngược lại là sao? Có nghĩa là, như lời ông Lý nói, thầy sẽ được vong hồn phù hộ, vong hồn sẽ luôn cứu giúp thầy. Chị ta nói tới đó thì lại tỏ vẻ sợ sệt, ngừng lại. Biết tuy vừa qua, A Lý có giấu mình điều gì đó, nhưng bản chất chị ta là một người thật thà, nên Khoa không truy hỏi thêm nữa. Khi về tới nhà, đã thấy có vài công nhân khác, những người ngủ giữa đồn điền đang lóng ngóng nghe tin tức bên ngoài. Một người nói với Khoa, thầy hai đừng có cho cai lì về đồn điền này nữa, anh ta sẽ tìm cách hại thầy lần nữa đó. Khoa điềm tĩnh, anh ta đang bị nhốt ngoài đồn cơ mà, không lo đâu. Người công nhân kia chỉ tay về phía nhà của cai lì ở. Anh ta mới được thả về hồi đầu hôm, đó là làng lính, không tìm ra một tội để nhốt, nên anh ta được về và sẽ làm trở lại, tụi này lo lắm đây. Khoa hơi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì A Lý đã lên tiếng, sao thầy Khoa không vái vong hồn người độ trì cho thầy xem? Khoa ngạc nhiên và bảo, người nào? Thì con Mường Pha đấy. Khoa ngạc nhiên, sao lại là Mường Pha? Thì lọn tóc đó là của nó, cái vong hồn trong bình gỗ cũng là của nó chứ ai nữa. Khoa sững sờ, sao từ đầu chị không nói, bây giờ tôi phải làm sao đây? Khoa hỏi chưa dứt lời thì đã nghe tiếng gào thét của cai lì ngoài sân. Thằng Khoa đâu, ra đây ăn thua đủ với tao, ngon thì ra liền, đừng rút vào trong nhà mà thủ thế. Khoa vừa rợm bước ra thì A Lý đã ngăn lại, thầy không nên ra, để cho mấy anh công nhân tính hắn, miễn là thầy đừng bắt tội họ là được. Khoa chưa quyết định thì đã nghe tiếng quần thảo ngoài sân, có nhiều người tham gia, lát sau đã nghe giọng lơ lớ của E Bay vang lên. Tụi tôi đã trói được hắn, thầy Khoa hãy ra mà xử tội hắn. Khoa sợ họ đánh chết cai lì nên vội bước ra và lên tiếng. Chuyện hắn làm bậy thì để người ta xử hắn theo pháp luật, mình không được đả thương hắn. Một người khác lại nói, vậy thì hắn đánh thầy, hắn hại chị em Mường Pha, Mường Leng thì ai xử? Hắn bỏ tiền ra ăn nhậu với mấy thằng lính ngoài đồn Pháp, nên chuyện gì họ cũng lờ cho hắn hết. Thầy đừng mong hắn sẽ bị trị tội. Chợt một người la lớn, cháy ngoài nhà hoang kìa. Khoa vừa cùng mọi người chạy ra, vừa thắc mắc, ngoài đó không có người sao lại cháy? Khi họ ra tới nơi thì lửa loang cháy cao ngọn ở phía ngoài ba gian nhà. Khoa hô hào, mau dập tắt lửa đi. Cũng may là ngọn lửa vừa mới bùng lên, nên với số đông công nhân giữ kho, trong số đó có ông già Lía đã kịp dập tắt, nhưng lại có tiếng khóc thét từ bên trong. Khoa giật mình, sao lại có người trong đó được? Vừa hỏi, anh vừa cùng với E Bay xông thẳng vào trong. Tuy lửa đã tắt, nhưng khói còn dày đặc, đến muốn ngạt thở. Tiếng khóc nghe rất gần, dường như phía cạnh cửa đóng kín phía sau chiếc giường ngủ. E Bay là lớn, phía sau còn có một cái phòng. Anh ta có sức nên dùng chân đạp mạnh, cửa bung ra để lộ gian phòng tối om, rồi từ trong đó có một bóng người lao nhanh ra và ngã nhào lên người của E Bay. Ôi, Mường Leng! Một cô gái đã nằm dưới đất, hai tay bị trói nhưng vẫn để lộ khuôn mặt quen thuộc. E Bay lại kêu lên một lần nữa, đúng là Mường Leng mà. Khoa ngơ ngác, cô ấy không phải đã chết rồi hay sao? Chính ông giả Lía đích thân bế xốc Mường Leng ra ngoài và dục Khoa, thầy đi với E Bay vào trong phòng đó xem còn có gì nữa không. Khoa làm ngay, anh rảnh đi trước, nhưng E Bay đã kéo lại, thầy để em. Anh ta bước vào với cây đèn pin của Khoa rọi từ phía sau. Vừa lọt vào trong thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là một bộ xương người nằm xuôi theo cái bệ xi măng cũ. Trên cổ xương tay còn có một chiếc vòng bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Bỗng E Bay lao tới nhanh, anh ta la lên, ôi, đây chính là Mường Pha. Anh ta cầm chiếc vòng lên thì lóng xương tay cũng rơi ra, chứng tỏ xác đã đặt ở đó từ lúc mới chết cho tới bây giờ, nên nữ trang vẫn còn nguyên. Khoa ngạc nhiên và hỏi, sao anh biết đây là cô Mường Pha? Thì chính chiếc vòng tay này, Mường Pha đeo chiếc này từ năm 15 tuổi, chính tôi đã làm tặng cho cô ấy mà, Mường Pha lại người yêu của tôi mà. Rồi bỗng E Bay hét lên, chính thằng Cai Lì đã giết rồi giấu xác cô ấy trong này. Sau này, thấy Mường Pha linh thiêng nên ngày nào hắn cũng đem cơm vào cúng. Khoa nhớ đã có lần gặp hắn trong này nên cũng đồng tình, chắc là vậy rồi. Còn có lần tôi thấy hắn vào đây trong khi ông chủ cấm không cho bất cứ ai vào. E Bay tức tối, cũng chính hắn đặt chuyện trong này có ma để xúi ông chủ cấm người ta lui tới, sợ mọi người phát hiện ra chỗ hắn giấu xác của Mường Pha. Khi họ ra khỏi gian nhà thì trời cũng đã vừa sáng,
Lão già lía đã đưa Mường Leng lên nhà lớn chở Khoa về. Ông vội nói, con Mường Leng thật sự chưa chết. Khoa vụt hỏi, vậy cây trồng xuyên qua bụng cô ấy thì sao? Ông già lía tỏ ra không hiểu. Tôi nghĩ ra rồi, chính thằng Cai Lì, hắn muốn chiếm đoạt luôn con em. Sau khi đã chiếm đoạt rồi sát hại con chị, nên tạo ra một cây trồng giả để gieo tin Mường Leng đã chết. Sau đó chính hắn đã đem giấu con nhỏ vào trong nhà đó. Tội nghiệp, nếu ta cứu không kịp thì nó đã hại đời con này rồi. Và không chừng cũng sẽ giết thành bộ xương khô như chị của nó thôi. Ông ôm đầu rên rỉ một lúc rồi chợt nhớ ra. Việc này không chỉ một mình Cai Lì gây ra đâu. Đúng rồi, ngày trước đi đôi với hắn là Hai Hiếu, con của ông chủ. Chính Hiếu đã nhiều lần chặn đường con Mường Pha chọc ghẹo và sảm sỡ. Ê Bay cũng bức xúc và nói, đã mấy lần Cai Lì và thằng Hiếu tìm cách hành hung tôi, có tính dìm tôi xuống dưới suối nữa, may mà tôi thoát được đấy. Lão già lía thăm bệnh cho Mường Leng rồi phấn khởi nói, con nhỏ sẽ tỉnh lại thôi, nó do bị bỏ đói mấy ngày nên ngất đi thôi, thằng Cai Lì bị giam ngoài đồn. Một phần do sợ hãi, nhưng rồi sẽ tỉnh lại ngay thôi. Lão nói riêng với Khoa, tôi không phải thầy mo, nhưng tôi biết dùng lá, củ cây rừng để trị bệnh, mà cũng vì việc này mà thằng Cai Lì tố cáo với quan Tây là tôi làm nghề tả ma. Hắn khống chế tôi, không cho tôi tiết lộ nhiều điều về việc làm của hắn. Khi con Mường Pha hiển linh, nó nhiều lần hiện về báo cho tôi biết nó bị hại chết, chứ không phải bị chó móc ruột như người ta đồn. Mà cũng chính nó nhờ tôi tìm cách trả thù người đã giết nó bằng cái bình nhốt ma mà A Lý đưa cho thầy đấy. Khoa giật mình và nói, như vậy khác nào ông và A Lý muốn hại tôi? Lão lía lắc đầu, hoàn toàn không phải. Do con A Lý làm sai lời dặn, ý con Mường Pha là đưa cái đó cho Hai Hiếu khi nào hắn lên đây. Những hình ảnh vẽ dưới đáy bình là ám chỉ Hiếu chứ đâu phải thầy. Bởi đưa nhầm người nên khi ấy con A Lý mới bị vong hồn Mường Pha trừng phạt và suýt chết. Rồi ông nói thêm, nhưng dẫu cho thầy có bị hại bởi chiếc bình kia thì vẫn còn thứ để cứu vãn, đó là lọn tóc mà tôi đưa cho thầy. Chính vong con Mường Pha dặn rằng nếu gặp người con trai khác là người tốt thì đưa kèm cho họ lọn tóc đó. Lọn tóc ấy chính là vong hồn con Mường Pha đem đến gửi cho giả này. Như vậy rõ ràng Mường Pha nó để ý tới thầy rồi đó. Khoa sợ hãi, sao cháu dám quen với hồn ma chứ? Cuối cùng thì Cai Lì cũng phải bị kết án. Trước những bằng chứng hiển nhiên do Mường Leng sau khi tỉnh lại đã tố cáo, theo đó thì chính Cai Lì có ý định cưỡng bức cô rồi giết chết như Mường Pha. Tuy nhiên, âm mưu của hắn chưa thành. Bởi qua những ngày bị nhốt trong ngôi nhà hoang đó, Mường Leng đã được vong hồn chị mình che chở. Bà mẹ của Mường Leng cũng tố cáo, chính Cai Lì đã nhiều lần qua tận nhà bà, hăm dọa sẽ giết chết hết cả nhà nếu tiết lộ với bất cứ ai về cái chết của con gái mình. Mường Leng còn nói, Cai Lì biết bị thầy Khoa theo dõi nên có ý ám hại thầy bằng cách gài trông và kể cả thuốc độc nữa, nhưng may mà thầy không mắc bẫy của hắn. Gia đình Mường Pha muốn đưa hài cốt của con về an táng ở bản, nhưng khi hay tin, chính ông Hải Sơn đã lên và tha thiết muốn giữ bộ hài cốt đó và cho xây lại một ngôi nhà hoang kia thành một cái nhà mộ riêng cho Mường Pha. Ông chủ còn giao cho Khoa quyền hạn rộng rãi hơn. Cậu coi như thay mặt tôi toàn quyền quản lý đồn điền này như một chủ nhân, thầy có quyền làm mọi việc mà không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Ông còn gợi ý, nếu cậu có ý lập gia đình trên này thì đồn điền này sẽ đứng ra lo hết chi phí và cấp riêng cho cậu ngôi nhà mà trước đây tôi đã ở, cậu thương ai thì cứ nói. Lúc ông nói thì Mường Leng quay mặt đi và e thẹn. Khoa chưa quyết định gì thì nhiều đêm sau đó, đêm nào cũng có thêm nhiều cánh hoa tươi và anh còn nghe tiếng nói vọng ra từ cánh lan rừng đặt bên gối. Em đã là người coi âm, có yêu mến nhưng không thể cùng anh chung sống được. Vậy em gái em, nó cũng xứng đáng lắm. Em xin anh hãy vì người con gái bạc phận này, cứu đời của em và em gái em với. 3 tháng sau, đám cưới của Khoa với Mường Leng là một lễ hội đúng nghĩa giữa núi rừng. Bàn suối tre, vật 6 con heo, 3 con trâu để ăn mừng. Trong đêm tân hôn, gian phòng cưới của họ không cần ai trang hoàng mà vẫn gập đầy sắc hoa tươi. Chính A Lý đêm đó ở bên ngoài lắng nghe, ngoài tiếng của vợ chồng Khoa Mường Leng còn có tiếng cười giòn tan của Mường Pha nữa. Người ta kể rằng từ đó vong hồn hiển linh của Mường Pha luôn theo sát bên em gái của mình và người con trai tên Khoa nữa, phù hộ cho họ được hạnh phúc và may mắn.